Xin kính chào quý anh chị em nhà đầu tư đang theo dõi bản tin nhận định giữa ngày ngày hôm nay. Thì có lẽ là không biết là tâm lý của anh chị em như thế nào nhỉ? Khi mà thị trường lại tiếp tục có một cái pha đạp 9 điểm đúng không ạ? Rất là ngược với những cái vận động rút chân ngày hôm qua. Những tưởng như là cuối phiên ngày hôm qua thị trường rút chân đâu đó cũng được mười mấy điểm đấy. Thì ngày hôm nay phải mở gấp gấp sách. Nhưng mà nó lại mở giảm các giảm điểm như thế này thì rất là nhiều anh chị em có hỏi mình là thời điểm hiện tại xử lý tài khoản như thế nào. Thì mình cũng muốn đưa ra một vài các cái gợi ý về việc là xử lý tài khoản cho anh chị em vào phiên giao dịch ngày hôm nay, đặc biệt là những cái cổ phiếu liên quan đến cái nhóm ngành bất động sản. Tại sao lại là nhóm ngành bất động sản ạ? Thì nếu như mà anh chị em nhà đầu tư để ý thì chúng ta có thể thấy là cái lực cầu bắt đầu tham gia lại với cái nhóm bất động sản. Vì sao? Thì có hai lý do. Một là cái báo cáo kết quả kinh doanh đang bắt đầu ra, có những cái cổ phiếu ví dụ như thằng NDN này có kết quả kinh doanh rất là đột biến. Và thứ hai nữa, đó là đây là cái nhóm bất động sản là cái nhóm có chiết khấu khá là sâu rồi, rất là nhiều cổ phiếu bị đạp rất là mạnh. Thế nên là cái nhịp hồi kỹ thuật diễn ra là chuyện rất là bình thường, rất là dễ hiểu đúng không ạ? Thì nếu như mà anh chị em nhà đầu tư đang cầm những cổ phiếu bất động sản thì ngày hôm nay sẽ là cái cơ hội để cho anh em có thể có những cái phương án xử lý tài khoản. Thì xử lý tài khoản như thế nào thì mình sẽ đi ở phần sau nhé. Trước mắt thì chúng ta đi vào vận động thị trường một chút. Theo quan điểm của mình, tại sao hôm nay lại là cái phiên có cái nhịp hồi kỹ thuật rất dễ xảy ra nhịp hồi kỹ thuật? Vì một, hôm nay là cái phiên đáo hạn phái sinh, thì rất dễ là thị trường sẽ neo ở cái vùng này để cho hai bên đây khối ngoại thì họ đang cầm long là chủ yếu, thế nên là họ cũng sẽ phải neo cái điểm cao cao một chút để chốt lo cho đỡ lỗ đúng không ạ? Và thứ hai nữa, đây là cái vùng hỗ trợ tâm lý của nhà đầu tư, cái vùng 1.100 là cái vùng hỗ trợ tâm lý. Và ngoài ra nếu mà chúng ta nhìn vào cái vùng 1.09 mấy này, 1.100 này, chúng ta cũng thấy là đã có rất là nhiều lần VN test cái vùng này và sau đó nó mở gấp up vượt qua thì chứng tỏ cái vùng 1.100 này trở thành hỗ trợ đúng không ạ? Vậy nên cái lực cầu tham gia ở đây là điều rất là dễ hiểu. Và thứ hai nữa là khi nếu mà chúng ta nhìn vào khung tuần của VN đấy thì đây cũng chính là MA50 khung tuần. VN rút chân ở đây là chuyện rất là dễ hiểu. Tuy nhiên thì mình cũng muốn cảnh báo với anh chị thì cái nhịp này nó chỉ là nhịp tăng ngắn hạn thôi. Nhịp tăng ngắn hạn này nó phục vụ hai mục đích. Một là nhịp hồi kỹ thuật để nhà đầu tư cơ cấu tài khoản, và thứ hai là dụ dòng tiền đứng ngoài quan sát, bên ngoài tham gia và sau đó lại luộc tiếp. Tại vì ở cái vùng 1.100 này thì trong tâm lý nhà đầu tư thì họ rất là nhiều người ta nghĩ đây là cái vùng hỗ trợ của thị trường. Vậy nên là nếu như mà về đúng 1.100 mà tăng lên thì nó lại dễ đoán quá đúng không anh chị? Vậy nên là rất là nhiều người cầm tiền đứng ngoài quan sát có thể sẽ nhảy vào bắt đáy trong ngày hôm nay. Thì có thể là phiên T1, T2 hàng về có thể ăn nhưng mà T3 chưa chắc là có ăn. Vậy nên là nếu như mà chúng ta, tại sao lại chưa ăn ấy? Tại sao đây chưa phải là đáy? Thì mình cũng còn nói rồi, VNX đã thủng MA200 khung tuần cũng như là thủng cái vùng hỗ trợ Fibonacci tại 0.382. Vậy nên là cái việc nó tìm về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở quanh cái vùng 0.5 và 0.6 ấy là cái tỷ lệ rất là cao nó sẽ diễn ra. Thế nên theo quan điểm của mình là VN sẽ cân bằng trong cái vùng này từ 1020 đến 1060. Anh chị nhìn nó hơi tiêu cực một chút, nhưng mà có lẽ là mình đã phân tích rất là nhiều liên quan đến vĩ mô rồi, và quan điểm của mình vĩ mô bây giờ không đẹp. Nên là thị trường về lại cái vùng đó thì nó sẽ xuất hiện cơ hội ở chúng ta thôi. Nếu mà với chiết khấu vừa đủ thì dòng tiền có thể tham gia và đánh một cái con sóng ngắn đến trung hạn. Nhưng mà đây chưa phải là đáy sâu nhất của thị trường đâu, chúng ta cần phải chờ đợi những cái thời điểm quý 4 chúng ta cùng xem xét lại. Còn theo quan điểm của mình nó sẽ phải tìm được cái vùng này cơ. Cái nhịp hồi kỹ thuật ra là để anh chị em nhà đầu tư có thể cơ cấu nhé. Đầu tiên, những cổ phiếu anh chị em có thể quan sát cơ cấu là cái nhóm bất động sản này, thằng DXG. Thì ở đây anh chị em có thể thấy đây là cái MA200 khung ngày, cái đường một xe là cây này. MA200 khung ngày của thằng DXG. Đây là cái nhịp, cái lực cầu bắt đáy tham gia đây là rất là dễ hiểu, cũng như đây là cái đoạn nó đi ngang ở đây, dòng tiền gom hàng cũng nhiều, thế là sẽ có cái lực đỡ tham gia ở đây. Nên rất có thể chiều nay sẽ có cái lực dòng tiền tham gia. Chúng ta có thể chờ những cái nhịp pullback của DG về giá dưới 16. Chúng ta chỉ nên gọi là mua T0 thôi anh chị nhé. Tức là anh chị nào đang có sẵn hàng cổ phiếu DG rồi, chúng ta mua thêm một phần, rồi chiều cổ phiếu kéo cao lên chúng ta bán trả ra để hạ cái giá vốn xuống và tạo ra một cái khoản lợi nhuận nhỏ để đỡ lỗ thôi. Cái NDN, DG này tiếp theo là có NDN, NDN này thì một là cái vùng gom hàng của nó là cái vùng này. Và thứ hai nữa là nếu như anh chị em nhìn vào cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của nó thì cái quý 3 năm nay cái doanh thu của nó tăng gấp 50 lần so với quý 3 năm trước. Nó đến từ cái doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gấp đôi so với năm trước, cũng như là cái chi phí tài chính giảm còn một nửa so với năm trước. Thế nên là nó có một cái báo cáo đã tăng trưởng đột biến. Nên là cái dòng tiền tham gia vào là điều rất dễ hiểu. Nhưng mà anh chị em phải hiểu một chút, đó là những cái doanh nghiệp mà có doanh thu từ hoạt động tài chính ấy thì có nghĩa là các cái doanh nghiệp để mang tiền đi đầu tư cổ phiếu, nhưng mà nó lại không tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh đúng không ạ? Mà nếu như mà doanh nghiệp mà không tập trung dòng tiền vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì nó sẽ không ổn anh chị nhá, nó sẽ không bền vững trong tương lai. Và ngoài ra nữa thì những cái doanh nghiệp mà lại cầm nhiều cổ phiếu ấy thì quý 4 để báo cáo kết quả nó sẽ rất là xấu. Vì khoảng thời gian vừa qua anh chị em có thể thấy là cổ phiếu giảm rất là mạnh rồi, thị trường bị thổi bay từ 1250 đến bây giờ là 1100 rồi.
giảm rất là mạnh, nên là các doanh nghiệp này nó sẽ bị ảnh hưởng vào cái doanh thu và cái lợi nhuận của mình, đúng không ạ? Rồi thì đó là cái case của NDN nhá, cái báo cáo đột biến. Nhưng mà cái nhịp này thì mình hoàn toàn có thể kỳ vọng con NDN này nó có thể kéo lên cái vùng 100 quanh cái giá 10.7 này, thì anh chị em nhà đầu tư muốn nước lát thì cũng là tỷ trọng nhỏ thôi. Nhưng mà chúng ta phải canh xem nó có đủ T hay không, tại vì theo quan điểm của mình là rất khó đủ T. Tại vì khoảng thời gian vừa rồi thị trường đã kéo lên, đã đi ngang cân bằng một khoảng thời gian và bây giờ đạp tiếp thì nó sẽ đạp thấp, sẽ không có thời gian cho anh chị em gọi là xử lý nhiều đâu. Vậy nên là cái nhịp này, cái nhịp hồi lần này nó sẽ chỉ phù hợp với anh em nào đánh T không. Và thứ hai là lên để hạ tỷ trọng chị em nhé. Tiếp theo là cổ phiếu HDC, cũng là cổ phiếu thu dòng tiền trong phiên ngày hôm nay của nhóm bất động sản, thì đây nó cũng là cái vùng nền cũ và nó có những cái vận động retest lại cái MA 200. Thì cái cổ phiếu HDC này cũng là một cổ phiếu hay đánh kiểu gọi là spring, tức là rũ hàng nhúng xuống dưới đường MA sau đó kéo lên, thì rất có thể đây cũng sẽ là một cái nhịp nhúng xuống dưới đường MA 200 và lại kéo lên của con HDC. Thì anh chị em là có thể để ý lướt tới không, ba cổ phiếu này cũng ok, và thậm chí là những cái cổ phiếu khác của nhóm bất động sản chiều nay có thể được dòng tiền lan tỏa tới, thì anh chị em có thể để ý. Và ngoài ra nữa thì chắc chắn là chúng ta phải nhìn về phái sinh. Phái sinh nó sẽ là cái mà nó quyết định là thị trường chiều ngày hôm nay có tăng hay không. Đó, thì phái sinh chúng ta bắt đầu xuất hiện những cái tín hiệu là phân kỳ dương từ RSI và giá cổ phiếu rồi, cũng như là nó cũng sẽ phải kéo lên để cho cái thằng khối ngoại nó chốt nốt thôi. Nhưng mà anh chị em hãy hiểu như này nhé, cái nhịp này nó chỉ là nhịp hồi kỹ thuật. Tại sao mình khá chắc chắn nó là nhịp hồi kỹ thuật ấy? Là vì chúng ta hãy hiểu là một và đa phần nhiều nhóm nhà đầu tư họ vẫn chưa cắt lỗ, và thứ hai nữa là còn nhiều nhà đầu tư vẫn đang cầm tiền ở phía bên ngoài thị trường. Đó, thì có nghĩa là cái dòng tiền sẽ chưa thể nào mà cho anh chị em nhà đầu tư dễ ăn như vậy. Họ có thể có những cái vận động kéo lên để dụ nhà đầu tư phía bên ngoài thị trường vào, đúng không, và bắt đáy 1.100, đúng không? Rất nhiều người nghĩ đây là, và sau khi mà người ta bắt đáy vào thì dòng tiền lớn họ sẽ phải upbo để cho nhà đầu tư cá nhân họ phải sợ đã hoảng loạn để cắt lỗ hàng loạt. Thì đã, thì khi mà cái dòng tiền nhà đầu tư cá nhân cắt lỗ hàng loạt rồi, họ không dám quay lại thị trường nữa, thì lúc này cái dòng tiền lớn họ mới kéo thị trường lên một cách dễ dàng hơn vì lực cản ít đi, đúng không? Thế nên anh chị em để ý cái vận động này của thị trường dùng mình nhé. Thì đấy, chốt lại là nhịp này chiều nay sẽ có thể là cái nhịp hồi kỹ thuật cho anh em để xử lý tài khoản, đặc biệt là với nhóm bất động sản. Và nếu như anh chị em đã kẹt hàng thì kiên nhẫn một chút, đợi đến chiều nay và ngày mai có thể là những cái phiên kéo xanh, thì chúng ta tranh thủ nhịp này hạ tỷ trọng, cầm cash, cứ cầm cash thôi. Đã kiên nhẫn đến lúc này rồi thì cứ kiên nhẫn tiếp dùng mình nhé, anh chị em nhé. Chúc anh chị có một ngày giao dịch thuận lợi.